Chào các con, bài học hôm nay của chúng mình làm quen số 1. Các con hãy quan sát những bức tranh sau đây và tìm giúp cô các bức tranh có nhóm đối tượng là 1 nhé. Một con gà, đúng rồi. Một chú thỏ, các con giỏi lắm. Một con vịt, thật tuyệt vời. Còn ở bức tranh này, các con thấy nhóm đối tượng nào là một? À, một bé trai. Đúng rồi. Một bà lão. Các con rất giỏi. Còn bức tranh các bạn gái thì sao? Tất nhiên là không phải, vì đây không phải là đối tượng là một. Để chỉ các nhóm đối tượng có số lượng là một, người ta dùng số 1. Các con hãy đọc cùng với cô nào. Số 1. Các con đọc lại một lần nữa nhé. Số 1. Có mấy con ếch? Một con ếch. Số 1. Có mấy con voi? Một con voi. Số 1. Có mấy con ong? Một con ong. Số 1. Để ghi nhớ số 1, các con hãy cùng tham gia trò chơi ai nhanh mắt. Cách chơi, các con hãy tìm quả bóng có số 1 và đọc to nhé. Số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Còn bây giờ, các con hãy nối đối tượng có số lượng là 1 với số 1. Một cái bát. Một lọ hoa. Một cái chổi. Một cái ghế. Các con đã hoàn toàn chính xác rồi đấy. Để chơi được trò chơi xếp số, các con cần chuẩn bị các loại cúc, hột hạt, viên bi hoặc Lego nhỏ. Sau đó, các con hãy xếp theo mẫu giống với của cô nhé. Bạn nào có đất nặn, chúng mình hãy dùng đất nặn để nặn ra thật nhiều số 1 với nhiều màu sắc để chơi cùng với các bạn nào. Làm thế nào để cắt được số 1? Thật đơn giản, các con hãy tìm giúp cô các tờ lịch hoặc tờ báo có số 1. Sau đó, các con dùng kéo cắt số 1 rồi dán lên một tờ giấy to để trang trí. Bạn nào cắt được nhiều số 1 khác nhau, bạn đó sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này đấy. Cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn chúng mình tập viết số 1. Trước tiên, các con hãy quan sát cô viết số 1 như thế nào nhé. Để viết được số 1, các con hãy viết nét xiên trước, sau đó kéo thật thẳng xuống là chúng mình đã được số 1 rồi. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy xem lại video nếu chưa thuộc số 1 nhé.